Hi, xin chào các bạn. Thư mới đi làm ra, hình như ở đây có chiếc xe cảnh sát, họ đang làm gì ở đây nè? Đang nói chuyện với lại hai cái người kia. Chắc là quẹt xe ở trong Bạc Kinh hay sao á, rồi gọi cảnh sát tới giải quyết á. Thôi để mình đi tới chợ. Hôm nay Thư sẽ ghé vô chợ mua ít đồ ăn về nấu ăn tối ngày hôm nay. Mình đã tới chợ rồi nè các bạn. Thư cần mua một ít hạt hạnh nhân về xay sữa hạnh nhân. Hạt hạnh nhân họ bán 7 đồng 99 một thao. Đó, họ gói sẵn trong bị như vậy á. Một bị này là 8 đồng 95 nè. Hơn thao á các bạn. Rồi, Thư sẽ mua táo xanh. Đây, chợ người ta có để sẵn những cái bị đó, bị mỏng thôi. Khi mình đi ra tính tiền, mình bỏ vô cái bị dày hơn, có quai sắt. Các bạn nhìn thấy táo xanh hôm nay tươi quá hả? Tươi bóng luôn á. Cái này gọi là Smith Apple á. Táo này xay nước uống nó chua chua ngọt ngọt ngon. 1 đồng 48 sen một pound. Bên này bán táo đỏ nữa nè. À đây nè các bạn, cái này là táo cầu vồng. Hôm bữa trước Thư ăn á, có mấy chị hỏi Thư mua ở đâu á, mua trong chợ Crest Food nha. Hôm nay nó cũng đang sale nè, 2 đồng 68 sen một pound. Các bạn nhìn thấy á, cái vỏ của nó nhìn tái tái xấu lắm ha các bạn ha. Nó trái ngược lại với những cái trái táo mà có cái vỏ màu hồng đẹp, ở bên trong thì lại màu trắng không à. Còn trái này thì ở bên trong màu hồng rất là đẹp. Ở đây tôi thấy họ bán những cái bắp cải xanh á, broccoli á, bự ghê á các bạn ha. To thì là to luôn nè. À, hôm nay người ta có bán rau cần tây á, sale còn có 98 sen một bó thôi. Rẻ quá các bạn ơi. Bình thường là tới 2 đồng một bó lận á, Thư lấy 4 bó luôn. Khoai tây vàng nè, tươi ngon ghê á, 1 đồng 48 sen một pound. À, Thư mua thêm ít nhánh gừng. Gừng ở chợ này hôm nay Thư thấy tươi ngon nè, họ mới về á, 3 đồng 99 một pound. À, mùa lạnh này á, mình nên chưng gừng hoặc mình xay gừng ra uống, cũng giúp cho ấm cơ thể cũng như là ngừa được viêm họng á, ho á, thì mình uống gừng với mật ong á, rất là tốt luôn. Cái nhánh gừng này ngon ghê ha, giống cây xương rồng. Đây là cái thành quả ngày hôm nay Thư đi chợ buổi tối, mới nãy Thư đi chợ về nè. Thư mua được cần tây về xay nước uống. À, mua được một trái đu đủ rất là to luôn. Đu đủ mùa này tươi ngon lắm các bạn. Rồi mua một bình nước cam nữa. Các bạn mua nước cam á, nhớ để ý coi cái ngày hết đát á, xa xa tí xíu tự Thư mua bình lớn. Rồi Thư mua thêm một nhánh chuối, gừng. À, ở đây Thư có mua một cái hộp bánh apple pie, là bánh táo nè. Có 4 miếng ở bên trong này, người ta để ở cái ngăn đông lạnh á. Mình mua về mình chỉ bỏ vô mình nướng nữa là xong. Rồi, Thư mua thịt bò xay. À, tự vì hôm nay hai đứa nhỏ nhà Thư nó đòi ăn hamburger. Rồi Thư mua thêm một vỉ trứng gà nữa. Các bạn không cần mua trứng organic đâu, mình mua cái loại free range là được rồi. Free range có nghĩa là người ta nuôi thả tự nhiên hay sao á, Thư nghe anh Thành nói vậy. Với lại mua một vỉ hamburger bun. Bây giờ thì Thư sẽ làm cái thịt bò hamburger trước. Thư làm cái miếng thịt bò trước ha. Thì Thư mua một vỉ thịt bò như vậy á, khoảng 2 pound. Thì Thư làm ra được cỡ khoảng chừng 10 miếng thịt bò để làm hamburger á. Thì mình làm sẵn trước. Mình làm cho nó dẹp dẹp ra, tròn tròn lại, nó dính lại thành một miếng á các bạn. Không có cần nêm nếm gia vị gì hết nha. Rồi mình sẽ để vô trong ngăn trữ đông, để dành khi nào mình muốn làm burger thì mình đem ra mình rã đông ở trong cái lò vi sóng microwave chút xíu là xong à.
Bây giờ thì Thư sẽ chiên hai miếng bò để làm burger cho hai đứa nhỏ, thằng Huy với thằng Bảo tối nay nó sẽ ăn hamburger. Còn Thư với anh Thành thì sẽ ăn bún bò. Bún bò Thư nấu hồi sáng á, ăn rồi tối nay còn dư lại thì ăn cho hết luôn. Thì mình làm cái hamburger ở nhà này cũng rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần bỏ cái chảo lên rồi để cái chảo cho nó thiệt là nóng á, rồi bắt đầu mình cho hai miếng thịt bò vô. Các bạn nhớ đậy nó lại nha, chứ để nó dăng á, tại vì trong cái thịt bò này nó cũng có dầu mỡ của bò, mỡ bò ra nó cũng dăng lắm. Đó, các bạn thấy chừng 5 phút sau là nó chảy mỡ ra quá trời rồi nè. Đó, nhìn như vậy là Thư nghĩ là cái mặt dưới nó vàng rồi đó. Thư cho một ít cái gia vị của Mỹ vô, gia vị nướng của Mỹ á, nướng thịt bò á, vô cho nó đậm đà, cho nó thơm á. Rồi, sau đó thì Thư sẽ dùng một cái này gọi là cái gì Thư không biết nữa. Thư đè ấn nó xuống và cho nó dẹp á. Rồi Thư sẽ trở mặt nó nè. Đó, các bạn thấy cái miếng thịt bò nó vừa vàng tới, thơm lắm các bạn ơi. Mà mình làm như vậy á, thì mình sẽ cho cái thịt bò nó chảy ra hết những cái mỡ ở trong thịt bò á, ăn nó tốt cho sức khỏe hơn. Cho nên các bạn nhớ là bỏ cái chảo không thôi nha, đừng có cho dầu gì hết á. Cho nóng lên rồi mình cho thịt bò vô, mình áp chảo như vậy đó, là sẽ có hamburger ăn tại nhà rất là ngon và healthy luôn. Thư làm hamburger ở nhà mấy đứa nhỏ nó nói ngon hơn ngoài tiệm. Đây nè, Thư đã làm sẵn xong 2 pound bò đó, thì Thư làm ra được khoảng chừng 10 miếng hamburger á, 10 miếng thịt để làm hamburger á các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô một cái bị Ziploc, là một cái bị để trữ đông á. Rồi mình sẽ bỏ vô trong ngăn đông lạnh, mình cất đi ha. Mình để nó dẹp xuống cho nó không có bị mất cái xếp hình tròn của cái miếng thịt làm hamburger nha các bạn. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình đem vô, mình bỏ vô ngăn đông. Rồi bây giờ thì Thư sẽ nướng cái vỏ của cái bánh hamburger lên. Mình nướng lại cho nó nóng ấm lên, khi mình ăn nó ngon miệng hơn. Thư bỏ vô mỗi cái hamburger một miếng chi. Rồi các bạn nhớ mua thêm cái gia vị để mình bỏ vô trong cái hamburger ăn cho nó béo béo và nó hơi có vị hơi ngọt ngọt tí xíu nha. Đây nè, cái hũ này nè, có cái hình cái hamburger đó, Thư mua ở ngoài chợ Mỹ luôn. Một hũ này hình như 2-3 đô gì thôi, mà xài được lâu lắm các bạn. Đó, mình chỉ cần trét lên trên cái miếng hamburger, mỗi miếng chừng một tí xíu thôi là đủ rồi. Đó, mình trải đều nó ra. Rồi bắt đầu mình cho vào mình nướng. Nếu mà con của các bạn mà nó ăn thêm ketchup á, là tương cà đó, thì các bạn bỏ vô bây giờ nướng lên cho nó chảy ra cho nó đều cũng được ha. Hoặc là bỏ vô sau cũng được. Mình xài cái lửa là cỡ khoảng chừng 300 độ F và mình nướng. Nướng là bếp á, chứ không có phải để thốt nha. Rồi mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra, lấy bỏ cái thịt bò băm lên nè. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn ghê ha. Chỉ cần bỏ ra cỡ khoảng 10 phút thôi là mình sẽ làm được cái burger tại nhà ăn cho con của mình ăn á. Nó cũng rất là an toàn cho sức khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ ra đĩa. Hôm nay thì Thư quên mất không có mua cái fan fry, là cái khoai tây chiên. Bình thường thì ăn hamburger này mình ăn kèm thêm khoai tây chiên nữa, nhưng mà nãy Thư đi chợ Thư lu bu Thư quên không có mua. Với lại con của Thư thì không có ăn salad, chứ nếu mà con các bạn ăn salad thì các bạn bỏ thêm một lát, một bẻ salad vô trong cái burger này nữa ăn cho nó ngon nha. Đó, bây giờ thì tụi nó sẽ bỏ thêm ketchup nè, là tương cà vô trước khi tụi nó ăn.
nãy Thư không có nhớ bỏ vô. Thì chờ tụi nó ăn cái burger này thì Thư sẽ đi nướng cái bánh táo sẵn. Nó ăn burger xong là có bánh táo cho tụi nó ăn tráng miệng rồi. Thì tối nay thì hai đứa nhỏ sẽ ăn hamburger, còn Thư với anh Thành thì sẽ ăn bún bò. Hai đứa thì thích ăn hamburger lắm. Đây nè các bạn, đây là cái bị bánh táo nè. Ở bên trong này một hộp á, họ có bốn cái bánh. Họ để ở trong cái ngăn đông lạnh á, thường là để ngay mấy cái tủ kiến á, chỗ mà họ bán pizza đông lạnh hoặc là french fry, là khoai tây chiên mà họ thái sẵn để đông lạnh rồi đó các bạn. Đó, nó cái hình tam giác, hình tam giác cân rất là đẹp luôn. Khi mà còn đông đá thì nó xẹp như vậy, nhưng mà khi mà mình nướng lên thì nó sẽ phồng lên. Khi mình thấy nó phồng lên và cái vỏ bánh nó vàng là mình biết là chín rồi đó. Đây, bây giờ thì anh Thành với Thư sẽ hâm lại hai tô bún bò. Đó, hai vợ chồng tối nay ăn bún bò còn thừa lại, còn hai đứa nhỏ thì ăn hamburger bò. Tối nay là tối ăn bò á các bạn. Bún bò giò heo, bò bắp, bò gân, rồi thêm một ít huyết heo nữa và thêm miếng chả lụa nữa. Thư ăn bún, ăn phở, Thư hay bỏ thêm hành phi lắm. Nhà Thư thì thích ăn hành phi. Thêm một cái dĩa rau, bắp chuối bào, rồi rau bắp cải bào nè, rau thơm các loại. Nhìn cũng hấp dẫn ha các bạn ha. Thôi Thư mời các bạn ăn tối cùng với gia đình Thư nha. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ ăn tối thôi. Đó, các bạn nhìn thấy tô bún bò của Thư thế nào? Có hấp dẫn không? Mình bắt thêm một miếng chanh nữa là ăn rất là ngon luôn á. Đây nè, cái bánh táo của hai đứa nhỏ nhà Thư nó đã được rồi đó các bạn. Thì mình phải nướng ở cái lửa rất là lớn thì cái bánh táo nó mới phồng dột lên nha. Nướng ở lửa lớn nhất luôn á. Các bạn thấy là cái bánh táo nó vàng đều hết rồi ha. Và cái bánh nó đã phồng lên rất là dày rồi nè. Có nghĩa là nó đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra đĩa và thưởng thức thôi. Wow, vàng ươm à. Thơm, thiệt là thơm luôn. Các bạn nhìn thấy hai cái bánh hấp dẫn không? Bữa tối ở bên Mỹ bình dị như vậy thôi các bạn ơi. Chào các bạn ha, hẹn gặp lại.